Dạ vâng, buổi tối hôm nay thì em lên sóng quay cho các bác xem em về được vài con súp điện các bác này. Đây. Và dưới đây thì em có thêm hai cặp vỏ loa CBL 8330 ha. Và bên đây thì em có về được một cặp loa cực kỳ khủng các bác này. Đây là cặp loa Beavay ha. Model là 244T. Đấy, một cặp loa cực kỳ VIP của hãng Beavay luôn, trang bị bát 40 này. Đấy, và một siêu chất kèn ha. Lát em sẽ quay cái cặp này kỹ cho các bác xem. Rất là khủng long ha. Rồi đầu tiên em quay cho các bác xem hai cặp vỏ loa này trước này. Đây, vỏ loa của JBL ha, model là 8330. Đấy, USA các bác ha, một vỏ loa Mỹ về. Ở trên là chạm loa và cái đường chỉnh mid. À, sẽ được các bác chỉnh chép ha. Đây, cái tinh chỉnh chép. Rồi, và đây là cặp số 1 ha, cặp này thì nó hơi cấn cấn cái đề can các bác này. Đây, chỗ này ha. Đấy, một góc chỗ này. Loa thì ba đường tiếng, loa ba đường tiếng ha, bass 20 và một mid này, một chép các bác này. Đây, bass 20, một mid, một chép ha. Bên trong là phân tầng đầy đủ, phân tầng và bơm dư âm đầy đủ ha. Chỉ có thiếu những cái tuyến loa này thôi này. Các bác về các bác mua thêm tuyến loa là các bác ráp vào thôi. Đây là cái thứ hai của cặp số 1 ha. Đây, cặp số 1 thì nó hơi cấn các bác, cấn góc này. Đấy, cấn góc như vậy ha. Cặp này thì rẻ, có mấy trăm nghìn thôi, còn đây là cặp số 2 này. Cặp số 2 thì đẹp hơn ha, nó cũng bị cấn mà nó bị nhẹ hơn. Đây các bác xem này, những cái vết cấn nó nhẹ hơn ha. Và cái e căng cặp số 1 thì nó cũng rắt nhiều. Đây là cái e căng này, bị rắt nhiều các bác này. Đây. Đây cái thứ hai đây ha. Cái này thì bị thiếu cái logo. Rồi e căng cặp số 2 đây. Logo có các bác này. Rồi, cái này nữa ha. Nói chung nó cũng có rắt mà nó bị ít hơn cái kia. Đấy. Rồi và đây là những cái tuyến loa của cặp số 2 đây. Cặp này thì đẹp hơn ha, nó bị cấn cũng có nhưng mà nó bị nhẹ thôi. Nhẹ hơn là cặp số 1. Đấy, phía sau đây. Vỏ này là vỏ gỗ của bác ha, vỏ bằng gỗ. Rồi, đây là phía sau các bác. Đấy, tất cả là phân tầng bơm thu âm đầy đủ ha. Chỉ thiếu có những cái tuyến loa thôi. Về mình mua loa rồi mình gắn vào. Rồi, hai cặp vỏ loa bát 20 ha, một chung một chép. Em có xin báo giá với các bác luôn. Cặp số 1 này là 800.000 bao ship ha. Đây, 800.000 là em bao ship toàn quốc luôn. Còn cặp số 1 này là 1 triệu bao ship ha. Đấy, cặp này là 1 triệu đồng là em bao ship này. Rồi, em sẽ dời những cái này ra em quay những thứ bên trong cho các bác xem ha. Và tiếp theo là một con súp hơi các bác này. Đấy, con này là của hãng Panasonic ha. Đấy, hàng của Nhật về. Rồi phía trước thì cũng có một vài vết xước dăm dăm này các bác này. Rồi, phía trên đây ha. Con này là con súp hơi. Rồi và bên đây thì em có mở một cái nẹp ra. Đấy, họ có một cái nẹp che như vậy các bác này. Em mở sẵn ra em quay những cái loa bát cho các bác xem ha. Con này thì được trang bị hai bát 16. Đây các bác xem này. Đấy, hai cái loa bát 16 ha. Úp gầm ở dưới. Rồi và tiếp theo là phía bên hông, phía sau. Đấy, con này thì em test rồi ha, đánh cũng khá là lực. Các bác chơi phòng tầm 20m2 là các bác chơi vô tư ha. Đấy, súp hơi. Đây, đường vào nè các bác này. RL ha, hai bên này là đường vào này. Hai cái này là đường ra ha. Đấy, súp hơi Panasonic SBW500 ha. Rồi, đây đề các bác này. CT Music là 160W ha. Đấy. Trở kháng CT là 8 ohm. Mono là 16 ohm. Rồi, đây là con súp Panasonic ha. Đấy, chỗ này nó hơi chảy này. Đấy, tất cả thì em test ngon lành rồi ha. Hát tốt hết rồi. Đấy, tiếng cũng khá là ấm các bác. Chơi phòng 20m2 ha. Rồi, con này là 1 triệu rưỡi các bác. 1 triệu rưỡi ha. 1 triệu rưỡi là em bao ship súp hơi 2 bát 16. 1 triệu rưỡi là em bao ship ha. Đấy, con này các bác nghe nhạc trong phòng thì rất là tuyệt vời luôn. Rồi, và tiếp theo là một con súp... con này thì không biết súp của nước nào luôn các bác, nhưng mà nó về chung với lại cái lô của châu Âu của em về ha. Đấy, em về một lô gồm có JBL này, đây là con Godfather các bác này, và Infinity ha. Đấy, KLH. Đấy, em về một lô như vậy các bác thì con này nó nằm chung ha. Con này thì bóng hết này các bác xem này. Đấy, mặt bóng hết luôn, giống như cái con Yamaha vậy. Đấy, mặt bóng hết ha. Đấy, xung quanh đều là bóng hết này các bác này. Phản gương hết. Đây phía sau đây ha. Phía sau lỗ thông hơi này. Và đường cắm nguồn đây.
nhắc ba chấu ha. Và cái dòng điện của nó là điện 220V này. Đấy, nó chỉ đề đây là sub 300 thôi các bác. Đấy, không thấy đề cái thương hiệu gì ha. Sub 300 thôi, đường vào đây này, AV hoặc là Canon này. Và một nút volume các bác này, một nút cắt tầng ha. Và đây là cái nút gì em cũng chỉnh nó cũng không có tác dụng ha. EQ gain các bác này. Đấy. Chỉ có cái nút này là cái cắt tầng này em chỉnh áp phê này và đây là volume tổng. Đấy, nút nguồn đây, tắt mở. Con này bass 25 ốp đất ha. Đánh cũng rất là lực các bác này, con này đánh lực lắm. Bass 25. Đấy, mặt trước này các bác xem nó trống trơn ha, không có đề logo gì hết. Con này rất đẹp, màu bóng ha, bass 25. Rồi em lật cái bass lên cho các bác xem. Rồi em để đây ha, để điện thoại đây. Rồi cái bass cho các bác xem ở dưới này. Con này chơi cũng rất là lực này, chơi cái phòng mà tầm 25 mét vuông ha, các bác chơi con này tuyệt vời luôn. Đấy, phần dưới này, bass 25. Bass 25 và gân béo các bác xem này, gân rất là to ha. Đấy, gân béo này. Bass cực kỳ là ấm các bác này, chơi phòng tầm 25 mét vuông ha. Đấy, ghép nghe nhạc và karaoke đều được hết, điện 220. Rồi em có xin báo giá với các bác luôn. Đấy, con này là 3 triệu đồng ha. 3 triệu đồng con này là em bao ship này. Đây, bát gần béo các bác xem này. Đây, 3 triệu đồng là em bao ship ha. Rồi và tiếp theo là con Godfather các bác. Con này thì cái logo phía trước nó bị rớt mất mấy chữ rồi. Này các bác xem này. Và phía sau ha, phía sau thì nó còn thương hiệu cho mình xem. Đây, Godfather ha, con này là của Anh. Hàng của Anh Quốc về ha. Đấy, điện của nó điện 230V các bác này, điện châu Âu ha, 230V, nút nguồn đây. Đây là tổng thể phía sau, sub Godfather của Anh Quốc ha. Rồi, các bác xem một đường vào, một đường ra này, volume này, cắt tầng này, đảo pha này. Rồi, lỗ thông hơi phía sau. Con này thì nó màu vàng vàng ha, đây là phía trước này. Tổng thể còn đẹp, đấy, logo rất hết mấy chữ rồi, đây là phía trên này. Rồi bên hông ha. Cũng còn khá đẹp các bác này. Rồi và đây là phần dưới ha, bốn cái chân đế rất là cao và bass 25. Đây các bác chờ em xíu em lật ngược nó lên quay cho các bác xem ha. Quay cái tuyến loa bass cho các bác xem. Con này đánh cũng rất là lực các bác này. Bass 25 ốp đất ha. Đấy thì đáp ứng cho các bác nghe nhạc karaoke phòng tầm 25 mét vuông. Đấy, bass 25 ha. Đây, tổng thể cái bát đây. Bát 25 ốc đất. Rồi, con Godfather của anh ha. Con này là 4 triệu rưỡi các bác này. Đây, 4 triệu rưỡi ha. Điện 230V. 4 triệu rưỡi là em bao ship này. Bát 25 ốc đất. Rồi, và tiếp theo thì em còn một cặp loa Pioneer V11 màu trắng này ha. Rồi, em còn cặp này. Rồi, đầu tiên là phần e căng trước này. Cặp này thì hôm nay em sẽ bán xả xả cho các bác mua ha. Cái ai căng ở trên thì còn rất đẹp. Đây, ai căng này đẹp ha. Có cái ai căng dưới này thì nó bị gãy bên trong thôi. Còn bên ngoài thì các bác xem nó bình thường hết. Đây, bên ngoài các bác xem bình thường ha. Bên trong thì nó bị gãy như vậy. Đây, gãy cái chỗ này ha. Nó hơi lỏng lẻo thôi các bác. Nhưng mà mình gắn vô mình xài rất là bình thường, không có gì hết ha. Rồi. Rồi, và đây là tổng thể đôi loa đây. Pioneer V11 trang bị bass 20 gân vải ha, bass 20 này, một chép giấy này, chép này mình có thể xoay xoay được ha. Đấy, mình nhấn vô này, mình xoay mình điều hướng chép ha. Đấy, mình xoay xong mình nhấn nó trở lại. Rồi, và đây là cái dưới đây, những cái tuyến loa này còn đẹp hết ha, đẹp zin hết. Rồi, đây là phía bên hông đây. Cặp loa này tổng thể cũng còn đẹp, bị cắn một góc, lát em quay cho các bác xem. Rồi, phía bên hông đây nữa ha. Đây, bị cắn góc chỗ này các bác, tí xíu rồi. Đấy, một cái ha, cắn chỗ này. Rồi, và đây là tổng thể phía sau đây, cặp loa. Đấy, tem đỏ là Rye ha, bên phải, tem trắng là Red bên trái này. Pioneer CSV11 ha. Đấy, công suất một thùng là 150W, trở kháng 6.3 ohm, made in Japan. Đấy, cặp này thì các bác hát karaoke ha, phòng tầm 20 mét vuông trở về. Đấy, các bác hát karaoke tiếng rất là tốt các bác, cặp này ha, tiếng bay
sáng tiếng lắm. Đấy, các bác nghe nhạc cũng được hoặc là hát karaoke. BNV11 ha, bát 20 một chép. Rồi cầm này em cũng xin báo giá với các bác 2 triệu 6 ha, 2 triệu 6 này là em bao ship toàn quốc này. Đợi 2 triệu 6 bao ship ha. Rồi và tiếp theo là một con súp CBL. Đấy, về chung với cái lô hồi nãy các bác. Những con súp hồi nãy ha. Đây là con CBL, e căng là đẹp và xuất sắc luôn các bác xem, không có một vết xước, vết lủng nào hết ha. Logo này. E căng nó siêu mới luôn. Rồi, đây là phía bên trong đây. Con CBL bát 25. Đấy, bát 25 ha. Một lỗ thông hơi phía trước này. Con này các bác có thể để nằm cũng được hoặc là để đứng lên cũng được ha. Rồi, tổng thể phía trước đây. Rồi, và đây là phía trên. Đây, phía trên cũng còn rất đẹp. Phía trên là bên hông các bác này. Đây, các bác có thể để cái mặt này xuống cũng được này. Con này rất đẹp ha. Đây là phía sau của súp này. Đây, góc cạnh rất là đẹp luôn. Rồi, và các bác cùng xem cái model ha. Thương hiệu CBL này. Đây, Made in Canada ha. Đấy, con này sản xuất ở Canada các bác này. Made in Canada ha. Model là Digital 10 các bác. Đấy, model đây ha. Điện là điện 230V. Đấy, hàng xuất châu Âu ha. Điện 230V, công suất 130W này. Rồi, đây là phía đường vào đây, AV này, cắt tầng volume các bác này. Đấy, tiếng CBL thì đánh rất là sâu ha. Đánh khỏe và sâu. Con này đáp ứng cho các bác nghe nhạc và karaoke. Tiếng rất hay các bác, đánh rất là ấm ha. Trầm nó xuống sâu. CBL thì các bác khỏi chê rồi. Rồi con này là 6 triệu đồng ha. 6 triệu đồng con này là em bao ship này. Súp CBL bát 25, súp điện ha. 6 triệu là em bao ship. Rồi và cuối cùng là một cặp loa rất là VIP của hãng Bivay. Cặp này cực kỳ VIP các bác. Đấy. Chép là từ 220 ha và cái bát cũng vậy. Rất là khủng long. Rồi, đây là cái phần e-căng trước này. E-căng thì cực kỳ mới ha, các bác yên tâm ha. Này các bác xem qua này. Logo đầy đủ ha. Đấy, nó có hai cái logo Bivay. Đấy, cái tem này rất là nặng các bác này. Rồi, đây là cái e-căng thứ hai đây. E-căng là nó đẹp như mới, các bác cứ yên tâm ha. Rồi, bé sẽ để xuống em quay những cái thùng loa cho các bác xem. Thùng này thùng gỗ bọc nỉ ha. Cặp này thì là bát 40. Đây là những cái tuyến loa đây. Bát 40 ha. Gân vải, xương gan đúc ha. Đấy, chỉ có bị dính dơ thôi các bác. Còn tất cả còn lại là nguyên bản ha. Và hát tốt rồi. Bát 40. Đây, những cái tuyến loa các bác xem qua này. Rồi, ở trên là một cái chép kèn ha. Cực kỳ khủng các bác xem qua này. Đấy, bề ngang ha. Con này ngang chắc phải 60 các bác. Đấy, và cao cũng vậy ha. Găng tay em tầm 25. Đấy, cao chắc phải ngoài 30. Cái kèn rất là to. Rồi, và đây là cái bát thứ hai đây. Đấy, bát này rất đẹp ha. Chỉ có dính bụi thôi các bác. Dính bụi tay về thôi. Bốn lỗ thông hơi này. Đấy, chất âm con này thì các bác trời rất là bạo lực ha. Bát cực kỳ khỏe luôn. Trùng chép thì các bác khỏi chê. Lát em quay cái củ chép này các bác có thể biết ha. Chép là từ 220 cô 100 luôn. Cực kỳ khủng long. Cặp loa này. Và xung quanh loa cũng còn rất là mới ha. Đây, những cái quay cầm này. Cặp loa cũng còn rất là đẹp các bác. Rồi, và đây là phía bên hông bên đây. Rồi, rất đẹp ha. Những cái phần nỉ. Rồi, đây là phía sau này. Đây, phía sau đây ha. Cái model của nó các bác cùng xem này. Thương hiệu Bivay. Model là HDH này. Và 244T ha. Đấy, 244T. Các bác có thể lên mạng search cái model này ha. Hàng này hàng rất là cao cấp của Bivay ha. Rồi, và Made in USA này. Sản xuất tại Mỹ ha. Hàng Mỹ nồi. Đấy, công suất mát một thùng là 800W. Trở kháng loa là 8 ohm ha. Rồi, đường vào đây. Nó có chế độ đánh Bivay này các bác này. Đánh chép hoặc là đánh bát riêng này. Còn đây là đánh full ha. Đánh full bát chép luôn. Rồi, bên đây cũng vậy. Giống nhau hết ha. Đấy. 244T. Rồi, và ở trên đây thì em có mở một cái học chỗ này này. Chỗ này mình mở học ra thì mình sẽ quay được cái phần bát chép ha.
Em mở sàn ốc ra rồi. Rồi em cậy ra mở quay cho các bác xem. Này các bác chờ em lấy một cái đèn pin ha. Lấy cái đèn pin em quay cho nó rõ. Rồi và đây bên trong đây các bác này. Một cái củ chép hết hồn ha. Đấy, cái chép của đó là 44T này các bác này. Chép 44T ha, chép khủng nhất của hãng BV. Đấy, từ là từ 220 ha, cơ 100 luôn. Đấy, cái chép to hết hồn luôn và cực kỳ nặng ha. Đấy, một cái họng và một cái thanh gỗ ở giữa các bác này để mà đỡ cái chép ha. Rất là nặng cho nên là họ phải làm một cái thanh gỗ họ đỡ lại. Đấy, cái chép này cực kỳ nặng và khủng long. Tiếng thì các bác khỏi chê ha. Tiếng cực kỳ là sáng rõ luôn. Rất là trâu bò. Hàng VIP của BV các bác này. Rồi và phía bên trong ha là cái loa củ bát. Đây cái bát BV các bác nhìn là biết liền ha. Làm cái kiểu như vậy này, trắng bệt như vậy này. Đấy, củ BV đây. Từ 220 ha, có 100 xương gan đúc. Đấy bên trong củ BV ha. Tất cả là nguyên bản hết và hát tốt hết rồi. Đấy, bên trong củ và cái củ chép các bác xem lại. Quá khủng long ha. Cực kỳ nặng các bác, cặp thùng này ha rất là nặng tại vì những cái củ loa rất là gấu. Toàn là hàng VIP của hãng thôi. Rồi, có model ha các bác có thể lên search thoải mái. Đấy, mình có thể tham khảo thêm trên mạng ha. BV HDH 244T. Đấy, một cái model loa cực kỳ VIP của BV. Đấy, karaoke thì các bác khỏi chê rồi. Không thể nào mà nói được cái chất âm ha. Cực kỳ phê các bác. Bát mic chép rất là hay. Hàng này hàng VIP của BV các bác cứ yên tâm ha. Rồi em cũng xin báo giá với các bác luôn. Tất cả là hàng nguyên bản hết và test hát tốt rồi. Đấy, cặp này thì em đang giao là 22 triệu bao ship ha. Đấy, giá thì em bao rẻ nhất thị trường ha. 22 triệu đồng là em bao ship này. Bát 40 và một siêu chép kèn ha. 22 triệu em bao ship toàn quốc. Đấy. Rồi bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em. Đây, số điện thoại của em đây và Zalo ha, 0981 384842. Và em cũng xin chào các bác nhé.